chương trình ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng đến với những nội dung chính sau đây. Vụ ám sát hụt ông Trump lần 2 có thể ảnh hưởng đến cuộc chiến ở Ukraine. Phi công Ukraine không đáp ứng được các nhiệm vụ phức tạp trên F-16. Hàng nghìn binh sĩ Nga bị bao vây ở Kursk, Ukraine muốn NATO trực tiếp tham gia xung đột. Mỹ trình làng tên lửa hành trình Jasper XR với tầm bắn lên tới 1.600 km. Ngay bây giờ là nội dung chi tiết. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo bình luận của kênh NBC News ngày 18 tháng 9, mặc dù vụ ám sát này không thành công, nhưng những hệ quả chính trị và chiến lược đang lan rộng ra ngoài biên giới Mỹ, làm thay đổi cả cục diện cuộc chiến giữa Ukraine với Nga. Dưới đây là những lý do tại sao vụ ám sát hụt ông Trump lại ảnh hưởng mạnh mẽ đến cuộc chiến này. Cựu Tổng thống Trump hiện vẫn là một nhân vật có ảnh hưởng lớn trong nền chính trị Mỹ. Những phát ngôn và quan điểm của ông đối với các vấn đề quốc tế, bao gồm cuộc chiến ở Ukraine, đã tác động sâu sắc đến nhiều bên liên quan, Cựu Tổng thống Trump đã thể hiện bất mãn khi Mỹ viện trợ quân sự cho Ukraine và ông kêu gọi là tập trung hơn vào các vấn đề nội bộ thay vì can thiệp vào xung đột ở nước ngoài. Trong khi đó, vụ ám sát hụt mới này tạo ra sự bất ổn trong nội bộ nước Mỹ, kéo theo lo ngại về tương lai chính trị của ông Trump và ảnh hưởng đến cuộc bầu cử sắp tới. Những diễn biến này có thể làm suy yếu sự tập trung của Mỹ vào Ukraine vì chính quyền hiện tại phải đối mặt với các vấn đề an ninh nội bộ đồng thời phải giải quyết tình trạng chia rẽ chính trị ngày càng gia tăng. Điều này có thể khiến cho các chính sách đối ngoại của Mỹ, đặc biệt là việc hỗ trợ Ukraine, bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Việc ông Trump luôn chỉ trích Mỹ can thiệp quân sự ở nước ngoài, bao gồm việc tài trợ cho Ukraine, khiến nhiều nhà quan sát lo ngại rằng nếu ông Trump trở lại chính trường, Washington có thể rút lại hoặc là giảm mạnh viện trợ cho Kiev. Vụ ám sát hụt lần hai làm tăng khả năng này, khi mà tình hình chính trị mỹ trở nên khó lường và các chính sách hỗ trợ quốc tế có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hiện tại hỗ trợ từ phương tây đặc biệt là từ mỹ là một yếu tố then chốt giúp ukraine duy trì cuộc chiến với nga nếu nguồn viện trợ này bị đe dọa bởi tình hình không ổn định chính trị ở mỹ thì ukraine sẽ đối mặt với nguy cơ thiếu hụt tài chính và quân sự từ đó làm giảm khả năng đối phó với lực lượng nga đây là một tác động trực tiếp khiến vụ ám sát hụt ông trump có ảnh hưởng mạnh mẽ đến ukraine trong bối cảnh đó, Nga có thể tận dụng bất ổn chính trị tại Mỹ để tăng cường lợi thế trên chiến trường Ukraine. Nga đã nhiều lần thể hiện khả năng tận dụng những cơ hội khi mà các đối thủ phương Tây mất tập trung hoặc là suy yếu. Sự rối loạn tại Mỹ có thể khiến cho Washington ít quan tâm đến Ukraine hơn, từ đó tạo điều kiện cho Nga tiến hành các cuộc tấn công mạnh mẽ hơn mà không lo ngại về phản ứng quyết liệt từ Mỹ. Nói tóm lại, vụ ám sát hụt ông Trump lần hai không chỉ là một sự kiện chính trị lớn tại Mỹ, mà còn tác động dây chuyền đến cuộc chiến ở Ukraine. Tình hình không chắc chắn về tương lai chính trị của Mỹ, khả năng giảm viện trợ cho Ukraine và cơ hội để Nga tận dụng tình hình là những yếu tố chính khiến cuộc chiến trở nên phức tạp hơn. Theo hãng tin Reuters, phát biểu trước Hiệp hội các nhà báo da màu quốc gia tại Philadelphia mới đây, nữ ứng viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ kêu gọi chấm dứt cuộc xung đột giữa Israel và lực lượng Hamas tại giải Gaza, ủng hộ giải pháp hai nhà nước và một sự ổn định đối với tình hình Trung Đông. Bà Harris trả lời câu hỏi từ ba nhà báo. Chúng tôi đã nói rất rõ ràng rằng thỏa thuận này cần phải được thực hiện vì lợi ích tốt nhất của mọi người trong khu vực. Cơ quan Y tế Gaza cho biết hàng trăm nghìn người thương vong trong cuộc tấn công của Israel vào giải đất bị phong tỏa của người Palestine từ ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel đã bắt đầu cuộc xung đột nhằm vào Hamas sau khi nhóm này tấn công vào miền nam Israel, sát hại hàng nghìn người chủ yếu là thường dân và bắt giữ khoảng 250 con tin. Trước đây, đối với cuộc xung đột ở Gaza, bà Harris luôn công khai bày tỏ sự đồng thuận với lập trường của Tổng thống Joe Biden về ủng hộ Israel, bác bỏ lời kêu gọi của một số thành viên đảng Dân Chủ rằng Washington nên cân nhắc lại việc gửi vũ khí cho Israel vì số người Palestine thiệt mạng ở Gaza quá lớn. Bà khẳng định ủng hộ một Israel mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng kêu gọi sớm đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong cuộc xung đột ở Gaza. Giới quan sát nhận định vấn đề liên quan đến Israel và Gaza là một thách thức lớn đối với bà Harris trong quá trình chạy đua vào Nhà Trắng và cũng là thách thức đối với nữ lãnh đạo một khi đắc cử. Với sự chia rẽ trong Đảng Dân chủ về vấn đề này, bà Harris đang phải đối mặt với áp lực từ cả hai phía. Các nhà hoạt động muốn thấy một chính sách cứng rắn hơn đối với Israel, trong khi những người khác có thể không đồng tình với quan điểm đó. Theo một bài viết trên tạp chí Vox, trong cuộc bầu cử năm 2020, một số lượng kỷ lục cử tri người Mỹ gốc Ả Rập và hồi giáo đã đi bỏ phiếu. Đáng chú ý nhất là tại các bang dao động quan trọng như Michigan, Georgia và Pennsylvania, họ đã giúp tổng thống Joe Biden giành chiến thắng với tỷ lệ xích sao trước đối thủ Donald Trump. Trong nhiều thập kỷ qua, các đảng phái trong số cử tri người Mỹ gốc Ả Rập và hồi giáo đã ủng hộ các ứng cử viên của Đảng Dân chủ. Tuy nhiên, kể từ khi cuộc xung đột Israel-Hamas bắt đầu, tình hình đã bắt đầu thay đổi. Với sự ủng hộ của người Mỹ gốc Ả Rập và hồi giáo dành cho Đảng Dân chủ giảm mạnh xuống còn 17% và 10%. Theo các cuộc khảo sát do Viện người Mỹ gốc Ả Rập tiến hành vào mùa thu năm 2023, thay vì ủng hộ Tổng thống Biden trong cuộc bầu cử sơ bộ, các nhà lãnh đạo cộng đồng đã tổ chức một phong trào quân chúng bỏ phiếu không cam kết để thể hiện sự phản đối đối với cuộc xung đột ở Gaza. Đến tháng 7, Tổng thống Biden tuyên bố rút khỏi cuộc đua vào Nhà Trắng, trao ngọn đuốc cho Phó Tổng thống Harris tuy nhiên hy vọng của nhiều người ả rập và một ứng cử viên tổng thống là con gái của người nhập cư cũng dần mờ nhạt hiện tại việc của nữ phó tổng thống là cần phải cân nhắc kỹ lưỡng giữa việc duy trì chính sách của chính quyền ông biden và thu hút sự ủng hộ từ các cử tri gốc ả rập và cử tri trẻ tuổi sự phân hóa trong đảng về vấn đề này có thể ảnh hưởng đến sự ủng hộ đối với chiến dịch của bà và bà cần phải tìm ra cách để xử lý sự căng thẳng này một cách khéo léo tướng James Hacker chỉ huy lực lượng không quân Mỹ tại châu Âu, châu Phi, USAFE, AF Africa nhận xét phi công Ukraine không đủ kinh nghiệm để đảm nhận các nhiệm vụ phức tạp trên tiêm kích F-16 do phương Tây cung cấp. Ông Hacker cho biết, đối với các phi công Ukraine, F-16 là tiêm kích mới, vì vậy không nên điều đi thực hiện những nhiệm vụ mang tính rủi ro cao. Ngoài ra, ông cũng thừa nhận các đồng minh của Kiev không thể huấn luyện phi công Ukraine điều khiển được F-16 trong thời gian ngắn như yêu cầu. Tướng Hecker nhấn mạnh, cuối cùng đó là quyết định của Ukraine, nhưng tôi nghĩ đây là cách tiếp cận mà họ đang thực hiện. Theo ông, Mỹ không chỉ đào tạo các phi công và nhân viên bảo trì Ukraine mà còn đang cố gắng nâng cao vị thế của không quân nước này. Ông Hecker đánh giá, ở nhiều quốc gia thuộc liên xô cũ, quân đội được coi là lực lượng chủ chốt và những lực lượng khác thường không có tiếng nói. Vì vậy, tôi đã yêu cầu không quân có các vị trí trong tổng tham mưu Mục tiêu của ông hacker là để không quân Ukraine có thể thực hiện nhiều hoạt động chung hơn với các lực lượng mặt đất. Ông cho rằng các nhân viên bảo trì F-16 của Ukraine đang có những thành công nhất định. Ông hacker nói thêm, chúng tôi đã đào tạo nhiều nhân viên bảo trì Ukraine và theo tất cả thông tin từ các giảng viên, họ học rất nhanh. Bên cạnh đó, điều khiển tiêm kích tham chiến là một trong những nhiệm vụ phức tạp và nguy hiểm nhất của mọi lực lượng không quân. Nhiều phi công giỏi nhất của Mỹ cũng từng trải qua các vụ rơi F16, trong đó có chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân CQ Brown và cựu Tham mưu trưởng Không quân David Goffin. Khóa huấn luyện tiêm kích F16 cơ bản của Mỹ thường kéo dài 9 tháng, các phi công hoàn tất khóa học sẽ chuyển đến đơn vị tác chiến và tiếp tục huấn luyện trong nhiều tháng, trải qua hàng loạt đợt diễn tập trước khi được xác nhận đủ khả năng chiến đấu trong điều kiện thực tế. Trong khi đó, chương trình huấn luyện phi công F-16 cho Ukraine được rút ngắn chỉ còn 6 tháng. Họ cũng lập tức phải tham chiến không lâu sau khi tốt nghiệp. Các quan chức phương Tây đang tranh cãi liệu Ukraine có thực sự khôn ngoan khi triển khai tiêm kích F-16 chỉ vài tuần sau khi tiếp nhận, cũng như cử phi công với số giờ bay hạn chế tham chiến. Mỹ và đồng minh chưa có kế hoạch điều chỉnh chương trình huấn luyện phi công F-16 Ukraine Tuy nhiên, một quan chức quốc phòng cấp cao của phương Tây cảnh báo vụ rơi F-16 vào hôm 26 tháng 8 rằng cho thấy điều gì sẽ xảy ra khi các vị cố gắng đẩy nhanh tiến trình. Quốc hội Ukraine vừa qua đã quyết định sửa đổi ngân sách năm 2024 với việc tăng chi tiêu quốc phòng thêm 500 tỷ hryvnia, tương đương với khoảng 12 tỷ đô la Mỹ, khi cuộc xung đột giữa nước này và Nga đã kéo dài gần 31 tháng. Nghị sĩ Yaroslav Zelensnyak thuộc đảng Holos tức tiếng nói cho biết tổng chi ngân sách năm nay đã tăng lên mức kỷ lục 3.730 tỷ hryvnia tương đương với 90 tỷ đô la Mỹ. Nhu cầu về đạn dược và vũ khí ngày càng tăng và nhu cầu về chi phí cũng cao hơn. Ukraine cũng đã tăng tốc độ huy động và cần thêm kinh phí để trả lương cho binh sĩ. Kiev đã chi phần lớn nguồn thu ngân sách cho quốc phòng và dựa vào viện trợ tài chính từ các đối tác phương Tây để có thể trả lương hưu, lương cho khu vực công và các chi tiêu xã hội khác. Bộ Tài chính Ukraine cho biết tổng chi ngân sách đã tăng gần 11% lên 2.100 tỷ hryvnia, tương đương với 50,67 tỷ đô la Mỹ trong 8 tháng đầu năm nay. Chi tiêu bao gồm 965,8 tỷ hryvnia, tức khoảng 23,3 tỷ đô la Mỹ cho lương binh sĩ, đạn dược, thiết bị và các nhu cầu quân sự khác. Kyiv cũng đã nhất trí về một thỏa thuận nhằm tái cơ cấu trị giá hơn 20 tỷ đô la Mỹ nợ quốc tế qua đó tiết kiệm được khoảng 11,4 tỷ đô la Mỹ trong 3 năm tới. Quốc hội Ukraine đã phê duyệt đề xuất ban đầu với việc tăng thuế theo kế hoạch và dự kiến sẽ bỏ phiếu cho dự luật này trong lần đọc cuối cùng trong tháng 9 này hoặc đầu tháng 10 tới. Trong khi đó, giới chức phương Tây muốn Ukraine vạch ra mục tiêu thực tế hơn cho cuộc xung đột khi lực lượng Nga tiếp tục đà tiến quân trên nhiều mặt trận. Phương Tây vẫn ủng hộ mục tiêu lâu dài của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là giành lại lãnh thổ. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng Kiev cần chuẩn bị kế hoạch B với những mục tiêu và chiến lược thực tế hơn. Điều đó có thể giúp các quan chức phương Tây thuyết phục cử tri trong nước về việc duy trì nguồn cung cấp vũ khí và viện trợ khác cho Ukraine, giữa lúc Nga tiếp tục đạt nhiều tiến triển trên chiến trường và sự mệt mỏi trong nền tảng ủng hộ Ukraine đang ngày càng hiện rõ. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và người đồng cấp Anh David Lammy tuần trước tới Ukraine được cho là nhằm thảo luận về cách định nghĩa chiến thắng tốt nhất cho Ukraine và những khoản viện trợ để Kiev đạt được điều đó. Các cuộc đối thoại cho thấy căng thẳng từ lâu giữa Kiev và phương Tây xoay quanh mong muốn đẩy lùi lực lượng Nga khỏi Ukraine và thực tế chiến trường. Quan chức cấp cao châu Âu tiết lộ, Ukraine đã được thông báo rằng kịch bản chiến thắng hoàn toàn sẽ đòi hỏi phương Tây viện trợ hàng trăm tỷ đô la Mỹ, điều mà cả Washington và châu Âu đều không làm được. Trong cuộc phỏng vấn với hãng tin CNN gần đây, ông Zelensky nói bản thân khi hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào cuối tháng này sẽ thảo luận về cách thức khiến Ukraine tăng cường vị thế trước khi hội nghị hòa bình lần thứ hai diễn ra. Ông Zelensky nói, tôi sẽ thảo luận với ông Biden về vấn đề đó bởi các giải pháp hay quy định ngoại giao sẽ tốt hơn khi bạn ở vị thế mạnh mẽ. Hơn nữa, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ không tham dự hội nghị hòa bình. Tổng thống Ukraine sau đó đã tiết lộ rằng kế hoạch chiến thắng hay còn được gọi là kế hoạch hòa bình được trình cho giới lãnh đạo Mỹ sắp tới sẽ gồm 4 điểm cơ bản và một điểm bổ sung xoay quanh các vấn đề an ninh, quân sự và hỗ trợ kinh tế, cũng như việc được tự do sử dụng một hay nhiều loại vũ khí như thế nào. Kế hoạch đó cũng có một phần về những quyết định và hỗ trợ về kinh tế. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy số người Ukraine sẵn sàng chấp nhận đàm phán hòa bình đang tăng, trong khi hơn 50% vẫn ủng hộ chiến đấu để giành lại toàn bộ lãnh thổ một số đồng minh thân cận nhất với ukraine như ngoại trưởng litva gabriel Landsbergis lenbergis cảnh báo rằng quyết tâm của phương tây nhằm giúp kiev giành lại lãnh thổ đang suy giảm ông cũng lặp lại lời kêu gọi của tổng thống zelensky về tăng tốc viện trợ và nới lỏng giao cản về việc sử dụng vũ khí tầm xa thời điểm hiện tại được xem là nhạy cảm đối với ukraine khi mùa đông sắp đến và lực lượng nga đang liên tục tiến quân trên mặt trận miền đông Gần đây, oanh tạc cơ xuất phát từ Engels 2 và các sân bay khác cùng với cường kích và lực lượng mặt đất được điều động từ khắp miền Tây nước Nga đã phóng số lượng tên lửa kỷ lục vào Ukraine, đánh dấu cuộc không kích lớn nhất cho đến nay. Gần 100 tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo của Nga cùng gần 100 UAV cảm tử đã nhắm đến cơ sở hạ tầng điện của Ukraine. Trước tình hình đó, UAV của Ukraine đã vượt qua hàng trăm km để thực hiện cuộc tấn công táo bạo vào căn cứ oanh tạc cơ hạng nặng Engels 2 nằm ở rìa đông nam thành phố Saratov, miền trung nước Nga, cách nơi phóng UAV gần nhất của Ukraine tới 750 km. Bộ Quốc phòng Nga cũng xác nhận cuộc tấn công này nhưng tuyên bố đã đánh chặn thành công 9 chiếc UAV của Ukraine. Theo Kiev Post, vào dạng sáng 17 tháng 9, lực lượng phòng không của Kiev không còn thấy Nga phóng oanh tạc cơ hoặc tên lửa từ sân bay Engels 2. Dù vậy, trong đêm hôm ấy, Nga vẫn phóng tổng cộng 51 UAV cảm tử vào không phận Ukraine. Đáp trả, lực lượng Ukraine nói đã bắn hạ 34 chiếc, theo tuyên bố của không quân Ukraine. Chưa dừng lại ở đó, gần đây, đội ngũ kỹ sư UAV của Ukraine cũng công bố phát triển được loại máy bay không người lái có khả năng bay tới 1.800 km. Mục tiêu hàng đầu của loại UAV này sẽ là các sân bay của Nga nơi có máy bay ném bom tầm xa chuyên tấn công Ukraine. Hiện nay đi kèm lời kêu gọi các quốc gia đồng minh phương Tây gỡ bỏ hạn chế đối với việc sử dụng vũ khí viện trợ. Hồi tháng 8, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết đã trình lên Mỹ một danh sách các mục tiêu nằm trong lãnh thổ Nga mà Kiev muốn tấn công. Theo tờ Guardian, Anh đã quyết định cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow có tầm bắn hơn 250 km để tấn công vào Nga. Còn theo Politico, Nhà Trắng được cho là đang thảo luận về các mục tiêu tiềm năng mà Ukraine có thể tấn công bằng vũ khí tầm xa do Mỹ cung cấp. Theo đó, Washington đã chuyển cho Kiev các tên lửa đạn đạo phóng từ mặt đất Atak MS với hai biến thể có tầm bắn là 165 km và 300 km. Được biết, nếu các loại vũ khí tầm xa phương Tây cung cấp được đặt gần tiền tuyến của Ukraine, các căn cứ quân sự, sân bay, khu tập trung quân đội và kho đạn dược của Nga sẽ nằm trong phạm vi tấn công. Gần đây, phát biểu trong cuộc phỏng vấn của The Times, báo Anh, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ủng hộ Ukraine và tỏ ra không lo ngại về cảnh báo của Tổng thống Nga Putin rằng phương Tây sẽ rơi vào cuộc xung đột trực diện với Nga nếu mở khóa vũ khí tầm xa cho Kiev. Ông Stoltenberg đã bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào tuần trước rằng việc để Ukraine sử dụng những vũ khí do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga đồng nghĩa với việc phương Tây đang trực tiếp chiến đấu với Nga Ông Stoltenberg nói về nhà lãnh đạo Nga rằng ông ấy từng tuyên bố nhiều lần danh đỏ trước đây, nhưng ông ấy vẫn chưa gia tăng căng thẳng vì nhận ra điều này cũng liên quan trực tiếp đến các đồng minh NATO trong cuộc xung đột. Tuy nhiên, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đề cập đến tuyên bố của Tổng thư ký NATO và cho rằng việc không tôn trọng những tuyên bố của Tổng thống Nga là một động thái hoàn toàn thiển cận và thiếu chuyên nghiệp Người phát ngôn Điện Kremlin nói thêm rằng lập trường của ông Stoltenberg là vô cùng thách thức và nguy hiểm. Theo Forbes, làng Noviput nằm cách mũi nhọn phòng thủ của Ukraine tại Kursk, khoảng 30 km về phía tây. Nhóm tác chiến với sự yểm trợ của xe tăng và máy bay chiến đấu đã tiến công qua làng Noviput và đi vào khu vực phía nam của thị trấn Vesoloe, cũng thuộc tỉnh Kursk. Nhóm này được lữ đoàn dù 95 Ukraine hỗ trợ và di chuyển theo hướng phải, tức là hướng về phía mũi nhọn phòng thủ của Ukraine tại Kursk. Nói cách khác, nhóm binh sĩ Ukraine đang tìm cách kết nối với mũi nhọn phòng thủ. Nếu họ thành công, điều đó sẽ khiến hàng nghìn binh sĩ Nga mắc kẹt giữa hai phía lực lượng Ukraine và không thể rút lui về biên giới. Các binh sĩ Nga sẽ bị bao vây và cô lập. Nhóm Kone của Ukraine, một nhóm điều khiển UAV, hỗ trợ cuộc tấn công Noviput, đã ám chỉ đến mục tiêu bao vây khi bắt đầu cuộc tấn công qua Noviput. Khone tuyên bố, chúng tôi đã tiến vào các khu vực mới tại Nga. Một nhóm lính nghĩa vụ Nga với quân số lên tới hàng nghìn người đang có nguy cơ bị bao vây. Bên cạnh đó, theo Forbes, cán cân lực lượng ở Kursk có thể tác động đến cơ hội thành công của Ukraine trong việc khép chặt vòng vây. Có vẻ như Kiev đã dành khoảng 10.000 binh sĩ cho cuộc tấn công vào Kursk bằng cả hai mũi nhọn Moscow có thể đã triển khai 38.000 binh sĩ tới khu vực này, nhưng nhiều người trong số họ là lính nghĩa vụ trẻ tuổi. Trong khi đó, kênh truyền hình NTV của Nga dẫn lời đại tá quân đội Áo Markus Reisner nhận định Ukraine khó lòng giữ được Pokrovsk và Ukleda do quân đội Nga đang tiến công mạnh mẽ. Cũng trong cuộc phỏng vấn với NTV, đại tá Reisner lưu ý rằng quân đội Ukraine đã tổn thất các thiết bị quân sự do phương Tây cung cấp. Để giữ vững các vị trí hiện tại trên tiền tuyến, lực lượng Ukraine sẽ cần tới 300 xe tăng. Nhưng để tiến hành phản công, họ cần số xe tăng lớn hơn gấp 10 lần con số này, tức là tương đương 3.000 xe tăng. Hiện nay, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang tuyệt vọng cố gắng kéo NATO vào cuộc xung đột với Nga, sử dụng cơ hội cuối cùng để cứu vãn quyền lực của mình. Nhưng hành động của ông đang làm tăng nguy cơ chiến tranh hạt nhân. Quan điểm này được Alexander Denvan, chuyên gia trong lĩnh vực địa chính trị, và giáo sư tại Viện Đào tạo Quản lý và Điều hành IPAG đưa ra. Trong bài viết của ông trên tạp chí Valeos Actuals, ông lưu ý trước tiên về tình hình khó khăn mà quân đội Ukraine đang phải đối mặt và tình hình này chỉ trở nên tồi tệ hơn sau cuộc tấn công vào khu vực Kursk. Ông chỉ ra rằng cứ mỗi 10 quân nhân thuộc các lực lượng vũ trang Ukraine thì có một người bị cáo buộc đào ngũ và 800.000 người Ukraine phản đối việc gia nhập quân đội, cho thấy nguồn lực và tinh thần của Kiev đang bị cạn kiệt trong khi trước đó phương Tây cho rằng vẫn ủng hộ mục tiêu lâu dài của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky là giành lại lãnh thổ. Tuy nhiên, một số nhà ngoại giao châu Âu cho rằng Kiev cần chuẩn bị kế hoạch B với những mục tiêu và chiến lược thực tế hơn. Bộ Quốc phòng Nga trong một tuyên bố mới đây xác nhận, lực lượng phòng không địa phương đã bắn hạ 9 máy bay không người lái UAV của Ukraine, đang cố gắng tấn công sân bay quân sự Angle One ở vùng ngoại ô phía đông nam của thành phố cảng Saratov bên bờ sông Volga. Tuy nhiên, video trên mạng xã hội được định vị địa lý tại trung tâm thành phố Saratov, cách các địa điểm phòng máy bay không người lái gần nhất có thể của Ukraine 750 km, cho thấy hình ảnh các vụ nổ và ngọn lửa bốc lên từ khu vực gần căn cứ không quân, các tia lửa phòng không trên trời, cùng âm thanh của pháo và súng máy hạng nặng khai hỏa. Một số blogger quân sự người Ukraine cho rằng cuộc tấn công hôm 17 tháng 9 nhằm vào các loại đạn dược mới được chuyển đến sân bay Angle One theo báo cáo sáng cùng ngày trên trang web Ukraine Frontline, đây là lô tên lửa hành trình KH-101, 55 SM mới sản xuất, được vận chuyển bằng máy bay chở hàng IL-76MD của không quân Nga. Các đám cháy đã được quan sát thấy tại sân bay Engel do tên lửa hành trình hoặc máy bay mới đến sân bay này đã bị một hoặc nhiều UAV của Ukraine bắn trúng. Hình ảnh từ vệ tinh Sentinel 2 của Liên minh châu Âu EU được công bố vào ngày 14-15 tháng 9 và được nhà nghiên cứu hàng không quân sự nguồn mở MT Anderson phân tích cho thấy hai máy bay ném bom siêu thanh TU-22, một máy bay ném bom siêu thanh TU-160, năm máy bay ném bom TU-95 và có thể là một máy bay vận tải AN-12 đã xuất hiện trên đường băng tại căn cứ không quân Engotu. Trong khi đó, hình ảnh vệ tinh nguồn mở ngày 5 tháng 9 cho thấy 5 máy bay ném bom TU-95MS và 5 máy bay ném bom siêu thanh TU-22M3 đỗ tại sân bay Engotu. Không có máy bay nào trong số này được trang bị tên lửa vào thời điểm đó còn theo đánh giá của kiev post về hình ảnh vệ tinh của nasa được chụp vào ngày 17 tháng 9 không có dấu hiệu nhiệt lớn đặc trưng của đám cháy sau cuộc không kích tại sân bay engolstu 2 là căn cứ không quân quy mô lớn và là nơi đóng quân của trung đoàn không quân ném bom cận vệ 121 sevastopol và trung đoàn không quân ném bom 184 của nga chuyên điều khiển các máy bay ném bom siêu thanh tu22m3 mà nato gọi là backfire và oanh tạc cơ tu95ms mà nato gọi là bia Trước cuộc tấn công hôm 17 tháng 9, lực lượng Ukraine mới chỉ có 2 lần tấn công thành công Angotu. Theo các nguồn tin quân sự Ukraine, cuộc tấn công đầu tiên có thể do các đặc vụ Ukraine điều khiển UAV tầm ngắn thực hiện diễn ra vào ngày 26 tháng 12 năm 2022. Ở một diễn biến khác, theo hãng tin LRT, Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo quân đội nước này đã giành lại quyền kiểm soát một loạt khu định cư ở vùng biên giới Kursk. Các cuộc giao tranh khốc liệt với lực lượng Ukraine tại đây hiện tiếp tục diễn ra theo nhiều hướng. Trong số các khu định cư Nga vừa giành được quyền kiểm soát, có Uspenoka, nằm cách thị trấn Suza, trung tâm cuộc đột kích xuyên biên giới của Ukraine, 24 km về phía Tây. Khu định cư còn lại là Boki, nằm cách Suza 14 km về phía Đông Nam. Bộ Quốc phòng Liên bang Nga cũng liệt kê 7 ngôi làng khác mà lực lượng Moscow đã giành lại. Gần đó, các đơn vị Ukraine được cho là đã bị đánh bại trong 24 giờ qua, bao gồm một ngôi làng chỉ cách ra 11 km về phía nam. Ngoài ra, quân đội Nga đã đẩy lùi 5 đợt phản công của Ukraine về phía Biakhovo, Bonsaya Obukhovka, Viktorovka, Lyubimovka và Malaya loknia. Ba nỗ lực khác của quân đội Ukraine nhằm đột nhập biên giới gần các khu định cư Krasno, oktyabisk, Veseloye và Medvedye cũng đã bị ngăn chặn. Chính quyền Ukraine mới đây cho biết Nga đã tấn công hàng loạt cơ sở hạ tầng tại vùng Sumy giáp biên giới, gây mất điện tại một số khu vực. Hãng thông tấn Ukraineform dẫn thông báo của chính quyền địa phương ở Sumy trên kênh Telegram. Trong đêm, đối phương đã sử dụng thiết bị bay không người lái loại Shahed thực hiện cuộc không kích lớn vào Sumy. Các quan chức khu vực cho hay cuộc tấn công đã gây thiệt hại ở các quận Konotop, Oktika và Sumy trong khu vực, khiến các cơ sở hạ tầng quan trọng phải sử dụng hệ thống điện dự phòng. Các cơ sở cấp nước tại Sumy cho biết, cuộc tấn công đã gây mất điện vào ban đêm, khiến họ phải chuyển sang nguồn cung cấp điện khẩn cấp. Quyền thị trưởng thành phố Sumy, Artem Copza cho biết, không có thương vong nào trong thành phố và các công nhân điện lực đang giải quyết hậu quả của cuộc tấn công. Chính quyền khu vực cho biết, hệ thống phòng không đã bắn hạ 16 máy bay không người lái UAV của Nga trên khu vực này. Không quân Ukraine cho biết, Nga đã điều 51 UAV tấn công Ukraine trong đêm. Phía Ukraine đã bắn hạ 34 chiếc với hệ thống phòng không hoạt động ở năm tỉnh. Bên phía lãnh thổ Nga, tỉnh trường Vyacheslav Gladkov tại tỉnh Belgorod gần biên giới cho hay phía Ukraine đã phá vào 6 khu vực với 173 quả đạn trong vòng 24 giờ, khiến nhiều người bị thương. Hồi tháng 4, Nga cho biết buộc phải tiến hành các cuộc tấn công gây thiệt hại nặng nề cho cơ sở năng lượng tại Ukraine để đáp trả hành động Kiev tập kích các mục tiêu của Moscow. Theo hãng tin Reuters, đây là tuyên bố của Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc nói chuyện với Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko sau khi các cuộc tấn công trong đêm của Nga phá hủy một nhà máy điện quy mô lớn gần thủ đô Kiev và gây hư hại cho nhiều cơ sở điện lực ở một số khu vực của Ukraine. Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh các cuộc tấn công là một phần trong quá trình phi quân sự hóa ở Ukraine. Đây cũng là một trong những mục tiêu mà ông Putin đã nêu ra khi Nga bắt đầu triển khai kế hoạch quân sự ở Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Ông Putin nói, thật không may Gần đây chúng tôi đã chứng kiến một loạt vụ tấn công vào các cơ sở năng lượng của mình và buộc phải đáp trả. Nhà lãnh đạo Nga nói thêm, các cuộc tấn công vào cơ sở năng lượng có liên quan một phần đến việc giải quyết một trong những nhiệm vụ mà chúng tôi đã đặt ra, đó là phi quân sự hóa. Chúng tôi tin rằng bằng cách này chúng tôi sẽ gây ảnh hưởng đến tổ hợp công nghiệp quân sự của Ukraine một cách rất trực tiếp. Đức hiện đóng vai trò nhà viện trợ quân sự lớn nhất cho Ukraine tại châu Âu. Tuy nhiên điều này có thể thay đổi khi Bộ trưởng Tài chính Đức hồi tháng 7 cho biết Berlin sẽ cắt giảm một nửa viện trợ trong tương lai cho Ukraine để thực hiện các ưu tiên chi tiêu khác. Tờ Politico của Mỹ đưa tin chính phủ Đức đã đưa ra chi tiết ngân sách sơ bộ năm 2025. Trong đó, viện trợ quân sự cho Ukraine dự kiến sẽ bị cắt giảm một nửa xuống chỉ còn 4 tỷ euro. Trong bối cảnh đó, Spiegel đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius hy vọng chính phủ liên bang sẽ phân bổ thêm kinh phí để cung cấp vũ khí cho Ukraine. Trong chuyến thăm quân đội ở San Luis, Bộ trưởng Pistorius cho biết các cuộc đàm phán về việc tăng ngân sách hiện tại vào năm 2024 lên 7,5 tỷ euro cho Ukraine là đầy hứa hẹn và có thể sẽ kết thúc vào cuối tuần. Ông hé lộ, sau đó chúng ta sẽ nói về một số tiền đáng kể hàng trăm triệu euro số tiền này có thể được sử dụng để cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine. Kể từ hội nghị thượng đỉnh NATO vào tháng 7 năm nay, ông Pistorius đã cảnh báo rằng hàng tỷ đô la Mỹ ngân sách trước đây dành cho hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Phần lớn đã được sử dụng hết và công khai kêu gọi tăng ngân sách cho năm nay. Bộ trưởng không muốn nêu chi tiết về việc chính phủ Đức sẽ phân bổ bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, theo Spiegel, văn phòng của ông đang hy vọng có thêm gần nửa tỷ euro Điều này ít nhất sẽ giúp cơ quan này có thể đặt mua các gói phụ tùng thay thế rất khẩn cấp. Nếu không có chúng, một số hệ thống vũ khí đã được Đức chuyển giao không thể tiếp tục sử dụng ở mặt trận. Được biết, Đức là nhà tài trợ quân sự lớn thứ hai cho Ukraine sau Mỹ. Vào năm 2024, ngân sách của Berlin dành cho Kiev được đặt ở mức gần 7,5 tỷ euro. Mặc dù Đức dự kiến giảm viện trợ quân sự cho Ukraine, nhưng ngân sách quốc phòng dự kiến cho năm 2025 của Berlin sẽ tăng 1,3 tỷ euro so với năm 2024. Con số này vẫn thấp hơn mức tăng 6 tỷ euro mà Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đề xuất. Ngoài hàng nghìn quả đạn pháo và xe bọc thép, chính phủ Đức còn hỗ trợ đáng kể cho phòng không và các hệ thống khác của quân đội Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius đã thúc đẩy các nước khác làm theo, đặc biệt là về phòng không. Đức từng vấp phải chỉ trích bởi liên tục không đạt được mục tiêu của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO là chi 2% GDP cho quốc phòng. Đức đặt mục tiêu thực hiện được yêu cầu của NATO vào năm 2025. Hải quân Ukraine chính thức thông báo rằng các đơn vị của họ gần đây đã thực hiện một cuộc tấn công vào cơ sở quân sự của Nga nằm trong khu vực Mariupol bị tạm chiếm Tin tức trên ngay lập tức thu hút sự quan tâm rất lớn từ các phương tiện truyền thông. Cơ quan báo chí của các lực lượng vũ trang Ukraine cho biết trong một tuyên bố rằng, theo dữ liệu đã được xác nhận, do cuộc tấn công, cả cơ sở hạ tầng lưu trữ và hàng tấn đạn dược mà quân Nga đang tích lũy để sử dụng trên lãnh thổ Ukraine đã bị phá hủy. Ngoài ra, không có chi tiết nào khác về vụ việc trên được báo cáo. Với thực tế là chiến công phá hủy các kho hàng của đối phương đã được ghi nhận thuộc về Hải quân Ukraine một lần nữa có thể giả định rằng cuộc tấn công được thực hiện bởi tên lửa hành trình Neptune. Xem xét thực tế là tên lửa nhằm vào mục tiêu cách tiền tuyến chưa đầy 100 km. Chúng ta có thể thận trọng nói về hai điều ở đây. Vấn đề đầu tiên cần lưu ý là mặt tích cực về khả năng gia tăng sản xuất tên lửa hành trình của Ukraine. Mặt khác, lực lượng vũ trang Ukraine đang thiếu hụt vũ khí tấn công tầm xa như Storm Shadow, Scarp Eger hoặc Atac MS đặc biệt khi vấn đề này đã được đưa tin trên các phương tiện truyền thông phương Tây. Hơn nữa, điều đáng nói là lực lượng vũ trang Ukraine có lẽ đã nhiều lần sử dụng tên lửa Neptune để tấn công trực tiếp vào lãnh thổ Liên bang Nga. Chẳng hạn vào tháng 7, Bộ Tổng tham mưu Ukraine đã ám chỉ việc tiến hành một cuộc tập kích vào cơ sở lưu trữ thiết bị và vũ khí của quân đội Nga ở khu vực Kursk. Là một phần của hệ thống Neptune, R-360 Neptune là tên lửa hành trình chống hạm được phát triển bởi văn phòng thiết kế lắc Thiết kế của Neptune dựa trên tên lửa chống hạm KH-35 cận âm của Liên Xô với tầm bắn, mục tiêu và thiết bị điện tử được cải tiến đáng kể. Trọng lượng của tên lửa là 870 kg, khối lượng đầu đạn mang theo là 150 kg. Tên lửa có phạm vi hoạt động lên tới 280 km, tốc độ khoảng 900 km/h. R-360 Neptune có hệ thống dẫn đường quán tính với radar chủ động dẫn đường ở giai đoạn cuối của chuyến bay độ cao bay trên mặt nước thay đổi từ 3 đến 10 mét. Tên lửa có thể tấn công các tàu có lượng giãn nước lên tới 5.000 tấn cũng như tàu khu trục nhỏ. Tuy nhiên, theo đại tá đã nghỉ hưu của Nga, mặc dù các phương tiện truyền thông Ukraine và phương Tây nhận định tên lửa Neptune như một vũ khí mạnh mẽ để chống lại Nga, cho rằng nó có thể được sử dụng để chống lại các mục tiêu cách xa, chẳng hạn như Moscow. Nhưng thực tế, hiệu quả của nó đã bị thổi phồng. Đầu tiên, ông lưu ý rằng dù tên lửa có được sửa đổi tốt đến đâu thì nó vẫn chỉ là vũ khí của quá khứ thứ hai ukraine không có đủ cơ sở để sản xuất hàng loạt loại tên lửa này theo ông ukraine có thể đủ tiềm năng kinh tế nhưng các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng của nước này đang ở trong tình trạng tồi tệ bên cạnh đó kiev cần rất nhiều thời gian kinh phí và nỗ lực để bắt đầu sản xuất hàng loạt loại tên lửa neptune cải tiến Chia sẻ trên Telegram, ban truyền thông của lực lượng đổ bộ đường không Ukraine cho hay phía Ukraine đã loại bỏ một đơn vị binh sĩ dù Nga tại tỉnh biên giới Kursk. Tờ Kiev Post dẫn chú thích đi kèm video được lực lượng đổ bộ đường không Ukraine công bố binh sĩ Nga đang nỗ lực một cách tuyệt vọng để đánh bật các lực lượng vũ trang Ukraine ra khỏi Kursk. Ít ngày trước, Nga đã triển khai 14 thiết bị quân sự gồm 2 xe tăng 11 xe tấn công đổ bộ và một xe bọc thép chở binh sĩ tấn công lực lượng Ukraine. Ukraine cho biết đã đẩy lùi thành công cuộc tấn công của Nga sau trận chiến kéo dài nhiều giờ. Báo cáo của Ukraine cho hay tổn thất của Nga gồm 5 xe tấn công đổ bộ, một xe tăng, một xe bọc thép cùng vài chục binh sĩ. Trong khi đó, những binh sĩ còn lại của Nga đã phải rút lui. Trong video, một xe tấn công đổ bộ của Nga đã bị phá hủy bởi mìn và các lực lượng Ukraine còn sử dụng máy bay không người lái UAV góc nhìn thứ nhất FPV để phá hủy thêm các xe đổ bộ của Nga. Video còn cho thấy Ukraine tấn công một tòa nhà nơi tập trung binh sĩ Nga mà trong đó UAV ghi lại được cảnh một binh sĩ Nga bị thương. Còn theo hãng tin Pravda, lực lượng Nga trên thiết giáp nhảy dù BMD-4 đã đáp xuống một ngôi làng dù biết rõ rằng ngôi làng này thuộc quyền kiểm soát của quân đội Ukraine. Ngay sau khi lực lượng Nga nổ súng pháo binh và máy bay không người lái của Ukraine đã nhanh chóng ngăn chặn chiếc xe, khiến nó bị hư hỏng nặng nề. Tuyên bố của quân đội Ukraine nêu rõ, xe chiến đấu của Nga đã bị hư hại do hỏa lực pháo binh trong đợt pháo kích ban đầu. Cùng lúc đó, một trong những máy bay không người lái của Ukraine đã cố gắng nhắm vào chiếc BMD-4 nhưng bị đẩy lùi bởi thiết bị tác chiến điện tử. Máy bay không người lái Ukraine thực hiện nỗ lực tấn công thứ hai, thứ ba và thành công. BMD-4 Hiện được coi là xe chiến đấu bộ binh hạng nhẹ có trang bị vũ khí hầm hố nhất thế giới. Nó được Nga chế tạo sau thời chiến tranh lạnh và có khả năng di chuyển trong các điều kiện khí hậu khác nhau. BMD-4 được thiết kế để vận chuyển lực lượng đổ bộ đường không. Tập đoàn Lockheed Martin của Mỹ vừa tuyên bố đã phát triển tên lửa hành trình GASSM-XR. Theo Lockheed Martin, tên lửa hành trình GASSM-XR là phiên bản nâng cấp của JASSMER hiện có. Sự khác biệt chính của tên lửa mới này là tầm bay tăng lên 1600 km, gần gấp đôi hiệu suất so với các mẫu JASSM thế hệ trước, có tầm bắn lần lượt là 360 km và 980 km. JASSM XR được kỳ vọng trở thành một yếu tố quan trọng để giúp quân đội Mỹ thực hiện các cuộc tấn công chính xác tầm xa nhằm vào những mục tiêu quan trọng. Việc tăng tầm bắn sẽ cho phép những tên lửa này được sử dụng ở khoảng cách xa hơn nhiều so với khu vực chiến đấu, giúp giảm đáng kể rủi ro cho phi công và máy bay tác chiến. JASSMXR vẫn giữ kiểu dáng hình thang và thiết kế tàng hình của dòng JASSM nhưng có kích thước lớn hơn, giúp tăng đáng kể tầm bắn và trọng lượng đầu đạn lên tới 540 kg. Giống như các phiên bản trước, hệ thống dẫn đường và hệ thống định vị toàn cầu của JASSMXR đã được cải tiến để tăng độ chính xác của tên lửa. Ở phần cuối quỹ đạo bay, mục tiêu sẽ được tên lửa tìm kiếm bằng camera hồng ngoại ở mũi, sai số mục tiêu không quá bán kính 3m. GASSMXR được thiết kế để tương thích với nhiều nền tảng, có thể được sử dụng cho cả máy bay chiến đấu của Không quân và Hải quân Mỹ. Các vụ phóng thử nghiệm sẽ sớm được tiến hành. Lầu Năm Góc bắt đầu quan tâm đến những phát triển về chủ đề GASSMXR vào năm 2018 và tới năm 2023 Lockheed Martin đã nhận được đơn đặt hàng tên lửa mới. Vì vậy, trong ngân sách quân sự cho năm tài chính 2021, 600 triệu đô la Mỹ đã được hãng này lên kế hoạch chi cho việc sản xuất ở mức độ thấp một lô 60 quả tên lửa GASS MXR để thử nghiệm và triển khai ban đầu trong quân đội. Lockheed Martin báo cáo rằng việc sản xuất tên lửa GASS MXR sẽ không yêu cầu tái cơ cấu đáng kể các cơ sở sản xuất dòng GASSM trước đó. Cách tiếp cận này và mức độ thống nhất cao của các thiết kế giúp tăng tốc độ sản xuất và giảm chi phí thành phẩm. Đúng như kế hoạch trước đó, những quả tên lửa GASSMXR đầu tiên sẽ được đưa vào kho vũ khí của không quân Mỹ ngay trong năm 2024. Những phương tiện mang vũ khí mới đầu tiên sẽ là máy bay nón bom tầm xa B-1B, vốn đã có khả năng sử dụng các sản phẩm khác, thuộc họ GASSM. Trong tương lai xa, các máy bay khác cũng sẽ nhận được tên lửa gassmxr